Cô thân ái chào các bạn tuổi Giáp Tuất. Thì hôm nay cô sẽ chia sẻ cho các bạn về 3 tháng cuối năm, tháng 10, tháng 11, tháng 12. Chúng ta nhìn có cái tầm nhìn xa trông rộng thì chúng ta biết là chúng ta nhìn để chúng ta coi những cái tháng cuối năm này nè, mình có thuận lợi hay không, để chúng ta có một cái dự tính cho cái vấn đề kinh tế của chúng ta, nó là quan trọng nhất. Mình thấy coi nè, cái hướng là tài lộc của mình trong các tháng cuối năm này nó như thế nào, để chúng ta có cái mức độ mà chúng ta làm việc cho nó tốt đẹp, thuận lợi hơn. Nói về tuổi Tuất của các bạn rất là khôn ngoan và các bạn có cái tinh thần các bạn đoàn kết. Nhưng mà cái tuổi Tuất khi mà chúng ta ra đời thì chúng ta cũng lại gặp nhiều cái chuyện không hay, có nhiều điều mà người ta có cái sự nghi ngờ đối với mình. Đôi khi mình là cái con người trung thành, có người uy tín, nhưng mà chỉ vì một cái việc nhỏ của chúng ta cũng dễ làm cho người ta nghi ngờ. Và cái tuổi của bạn, đặc biệt là cái tuổi Giáp Tuất nào, là phải nói là nó không được thuận lợi mấy, nó có nhiều cái khó khăn cho các bạn ngay từ cái bước chào đời của bạn đến lúc trưởng thành. Qua khi mà các bạn qua trung vận thì nó có phần nó dễ chịu hơn, nó thuận lợi, vận mệnh của các bạn sẽ có cái sự biến chuyển, thay đổi. Nhưng cuộc đời của mình nó có nhiều sóng gió, có nhiều tai ương, có nhiều cái chuyện buồn phiền nó xảy đến cho mình, làm cho mình không còn cái vẻ mà nhìn đời bằng một cái màu hồng. Mình không còn có sự mà tin tưởng đời lắm, mà các bạn đa phần các bạn rút được cái kinh nghiệm trong cái cuộc sống của mình, các bạn biết dè dặt hơn. Càng lớn tuổi các bạn càng dè dặt, các bạn càng cẩn trọng trong cái cuộc sống của mình. Và đó là cái điều khuyên các bạn, chúng ta phải bình tĩnh, chúng ta đừng nên nghe những lời ngon ngọt của những cái người chung quanh mà chúng ta dễ sai lầm, chúng ta mắc bẫy của họ. Đừng thấy người ta ngọt ngon với mình mà tưởng người ta tốt với mình. Lúc cái tuổi của bạn lúc nào cũng phải nêu lên cái tinh thần cảnh giác nó cao một chút nha các bạn, để chúng ta tránh đi những cái lọc lừa của bên ngoài đối với mình. Con người của mình nó dễ yếu lòng, cho nên mình dễ bị người ta dụ ngon dụ ngọt với mình. Thì cho nên mình rút được kinh nghiệm, mình phải thủ thân thủ phận của mình. Bây giờ nói về trong 3 tháng cuối năm, thì ở cái tháng mà tháng 10 thì tài lộc của các bạn nó không đến nỗi khó khăn. Nhưng mà nói về thuận lợi nhiều thì nó cũng không thuận lợi nhiều, nó ở cái chừng mực vừa phải thôi. Tiền bạc đến với mình nó có, nhưng mà nó không nhiều. Về cái tháng này thì cái công ăn việc làm của các bạn nè, rồi cái quan hệ xã hội của các bạn ở trong cái tháng này, trong cái tháng 10 nó ở cái mức độ trung bình, không quá khắc kỷ đối với mình cũng không tốt lắm. Còn về sức khỏe thì các bạn cẩn trọng nha, tại đây là cái tháng mà mình là cái người mệnh quả mà gặp cái tháng thủy, cho nên cái sức khỏe của mình nó dễ bị dập, nó không được tốt cho mình. Thật ra mình phải cẩn trọng, mình cẩn trọng tránh ra ngoài mưa mày gió, hoặc là đi những cái nơi mà nó không hợp phong thủy đối với mình, thì mình phải cần cẩn trọng. Nam ở trong cái tháng này nè, chúng ta thấy nó có cái những cái chuyện mà người ta làm cho mình cảm thấy buồn bực, mình áp lực trong cái cuộc sống gia đình, thì mình phải suy nghĩ cặn kẽ. Có thể người ta sẽ dùng dương đông cái tay, người ta nói xấu gia đạo mình. Mình phải bình tĩnh để mà mình nhận xét đâu là đúng, đâu là sai. Chứ chúng ta đừng quá tin người mà chúng ta làm cho gia đạo của chúng ta có những cái chuyện mà không vui vẻ. Tại vì những cái sự hiểu lầm mà do tác động ở bên ngoài nó đẩy vào cho mình, rồi mình lại đẩy ngược về cho gia đình mình, thành gia đình mình có cái chuyện nó buồn phiền không hay. Còn về nữ
thì gia đạo được bình yên, hạnh phúc và vui vẻ. Qua đi đến cái tháng 11, thì cái tháng này á, nó tiền bạc mình nó ở cái mức độ trung bình thôi. Từ lộ trung bình mà đến xuống khó, từ khó lên trung bình, nhưng mà không khó nhiều thì cũng không nhiều, mà thua thì cũng không thua, mà thắng cũng không thắng, ở cái mức độ trung bình. Thì chúng ta cần cẩn trọng ở trong cái tháng này về công ăn chuyện làm của mình, chuyện đối nhân xử thế thì nó cũng giống như tháng trước, nghĩa là ở cái mức độ trung bình. Chúng ta không làm chúng ta quan tâm mấy, không bận tâm nhiều trong cái tháng này về vấn đề đối nhân xử thế, chuyện của người đối với mình. Sức khỏe của mình thì các bạn tiếp tục cẩn trọng. Đây là cái tháng nó khắc mệnh với các bạn, thì mình cẩn trọng giữ gìn sức khỏe nè. Đi đứng nằm ngồi chúng ta cẩn trọng một chút, đừng tránh mưa tránh gió dễ bị bệnh. Phải nói là buồn cho các bạn nam ở trong cái tuổi Giáp Tuất là 3 tháng liền cuối năm về gia đạo của các bạn có những cái chuyện không hay, những cái chuyện mà chúng ta không cảm thấy hài lòng, chúng ta không cảm thấy vui vẻ về vấn đề gia đạo của mình. Thì mình cố gắng chúng ta kềm chế cái bản thân của mình một chút, chúng ta nhịn nhường nhau một chút, thì để cho cái gia đạo của mình nó được tốt đẹp. Và mình cũng nên cảnh tỉnh một chút, đừng nghe lời những người nói ở bên ngoài, đừng để những cái tác động ở bên ngoài làm ảnh hưởng đến cho mình. Mình phải tin vào mình, tin vào cái người bạn đời của mình, tin vào gia đình của mình, thì sẽ giữ vững được cái hạnh phúc của mình. Chứ mình bán tín bán nghi, mình nghi ngờ này nghi ngờ nọ, mình không có niềm tin đối gia đình, thì gia đình mình sẽ có nhiều chuyện nó không hay, nó sức mẻ tình cảm gia đình. Đó là cái cần lưu ý cho các bạn. Trong cái tháng 11 thì nữ tiếp tục là một cái tháng vui vẻ, hạnh phúc. Rồi cái đến cái tháng 12 thì cái tháng này là các bạn có cái khó khăn về vấn đề tài lộc của các bạn. Nhưng mà nó ở cái mức độ chừng mực thôi, nó không nhiều lắm. Chúng ta cũng dễ dàng vượt qua. Nhưng mà cuối tháng cuối năm á, là cái tháng mà xung tuổi với các bạn. Mình tuổi Tuất mà gặp tháng Sửu, cho nên chúng ta dễ bị những tác động ở bên ngoài nó làm ảnh hưởng. Có khi là những cái người ở trong cơ quan, những cái người ở láng giềng của chúng ta, nó làm cho ta cảm thấy bực bội, chúng ta không cảm thấy vui vẻ, chúng ta hài hòa ở với cái chuyện ở bên ngoài. Thì chúng ta cần điều chỉnh lại cái con người của mình. Chúng ta đừng làm những cái việc gì có thể làm xấu đến cái thanh danh, xấu đến cái công việc của mình. Thì vì đây là cái tháng xung tuổi, nó dễ xảy ra những chuyện không hay, thì mình biết để mà mình né tránh. Sức khỏe cũng không tốt nha. Cuối năm thì vấn đề tình cảm gia đạo của bạn nữ, bạn nam đều có những cái dấu hiệu không tốt, thì các bạn phải cẩn trọng một chút. Chúng ta bình tĩnh, chúng ta làm chủ lấy mình, thì mọi việc nó sẽ qua ngay. Chị bày chia sẻ cho các bạn về 3 tháng cuối năm của cái tuổi Giáp Tuất trong cái năm âm Quý Mão. Đến đây là hết. Thì